Chào bạn, một năm sắp trôi qua. Và một năm vừa qua thì bạn đã làm được những gì? Tất cả chúng ta đều có mong muốn giàu sang, hạnh phúc và nhiều tiền bạc, mức thu nhập được tăng lên. Và cùng với đó là được đi du lịch cùng với những người thân yêu của mình, gia đình của mình. Tuy nhiên, bạn đang thực hiện được bao nhiêu phần trăm trong bảng kế hoạch đấy rồi? Nếu như chúng ta vẫn đi theo cách cũ, phương thức cũ, kế hoạch cũ và cái công việc cũ, thì bao nhiêu lâu nữa chúng ta sẽ đạt được những cái mong ước mà chúng ta đề ra? Tất cả chúng ta đều nói với nhau một câu rằng là gì ạ? Nghèo thì lâu, giàu thì mấy. Nhưng nếu như không chịu thay đổi thì chúng ta có trở nên giàu có được hay không? Hay càng ngày đang rơi vào bế tắc và trong vòng loay hoay? Chúng ta đều có những mong muốn tuyệt vời, mong ước tuyệt vời. Tuy nhiên chúng ta lại đang loay hoay không biết cách để làm sao biến cái mong ước đó trở thành hiện thực. Và ngày hôm nay, trong cái video này, tôi muốn chia sẻ với bạn một bí mật. Đó là tất cả những mong muốn đó, những mong ước đó đều phải chuyển hóa thành mục tiêu. Chỉ khi có mục tiêu, bạn mới có đích đến, bạn mới có hướng để đến với mục tiêu đó. Và từ cái mục tiêu đó, chúng ta phải biết cách để xây dựng cho chúng ta một cái bản kế hoạch để từng bước đạt được mục tiêu đó. Nhưng nhiều người trong chúng ta đang loay hoay, không biết cách để xây dựng cho mình một bản kế hoạch, không biết cách để xây dựng cho mình một cái bản mục tiêu. Điều đó có đang đúng với bạn? Nếu nó đang đúng với bạn thì hãy đến gặp tôi một lần để tôi có thể cùng với bạn xây dựng cho bạn chính xác cái bản mục tiêu của bạn, xây dựng cho bạn chính xác cái bản kế hoạch để bạn từng bước đạt được mục tiêu đó. Và không chỉ có vậy, tôi sẽ còn cung cấp cho bạn những kiến thức, tư duy, công cụ, kỹ năng và điều tuyệt vời là một vũ khí để giúp bạn chinh phục những thứ trong bản kế hoạch bạn đề ra và giúp bạn chinh phục được mục tiêu của bạn. Hãy đến gặp tôi một lần để tôi có thể phụ sự và giúp đỡ bạn bằng cách đăng ký vào link bên dưới. Sau đó, hẹn gặp bạn tại khóa học.